Nay tôi sẽ trình bày kỹ thuật đó là nghe lén HTTPS hay là các giao thức SSL. Thì với kỹ thuật này thì trong cái bài demo này tôi sẽ chỉ ra một số cái phương pháp mà tránh được những cái cuộc tấn công nghe lén vào các tài khoản HTTPS. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái cơ chế hoạt động của giao thức HTTPS. Ví dụ tôi có một máy client vào một website HTTPS. Rồi, có một CA ở đây gọi public key, private key. Khi client gửi yêu cầu tới HTTPS thì website sẽ hồi đáp lại public key. Rồi, sau đó client sẽ tự sinh một cái symmetric key hay là key đối xứng. Rồi sau đó là làm thế nào để chia sẻ được cái key này sang cho website HTTPS. Thì bằng một số cách thì client có thể chia sẻ được. Người ta gọi cái thuật ngữ chung đó là share secret key, là key chia sẻ bí mật. Thì một trong những cách đó là lấy luôn public key này. Thực ra ở trong cái bản tin mà HTTPS hồi đáp lại public key thì client có thể view public key lên để kiểm tra xem rằng mình đã truy cập vào đúng website đó chưa. Kiểm tra hai thông tin của CA, đó là tên của CA trùng với tên của website. Thứ hai là cái hãng issue, đúng không ạ? Ví dụ như là một số website Google thì là issue bởi CA, issue bởi Google. Hay Vietcombank thì là của Symantec, đúng không? Issue bởi Symantec, hay là Facebook là DigiCert chẳng hạn. Đấy. Thì sau đó này, client sẽ dùng public key nhận được để mã hóa cái key sinh ra, session key sinh ra, tạo ra một giá trị x và thực hiện chuyển x sang cho website. Website sẽ dùng private key giải mã x và suy ra được key. Vậy là khi đó hai bên đã có một cặp key đối xứng. Tất cả những dữ liệu truyền qua lại giữa client và web server sẽ được mã hóa bởi cặp key đối xứng này. Vậy nếu trong trường hợp này hacker đứng ở giữa mà nghe lén, thực hiện nghe lén trực tiếp thì chưa thể giải mã được các gói tin của hacker. Hacker có thể bắt được gói tin nhưng không thể chưa thể giải mã được. Vậy hacker sẽ phải làm gì để thực hiện nghe lén các cái cuộc tấn công nghe lén vào giao thức HTTPS? Đây tôi sẽ trình bày một số cái giải pháp, cái phương pháp hacker có thể nghe lén. Đấy, thì vẫn là mô hình như vậy. Client này bình thường là đây là HTTPS, nếu truy cập bình thường thì nó sẽ tới đây, nhưng khi đó hacker sẽ đứng ở giữa này, đóng vai trò như một proxy làm cho tất cả các cái luồng lưu lượng từ client tới HTTPS phải đi qua proxy này, sau đó từ proxy mới đẩy đến HTTPS. Đó, trên proxy này thì hacker sẽ có một cái CA giả, public key giả, private key giả đây. Public và private key của hacker. Khi client yêu cầu tới web HTTPS, thực ra là gửi tới proxy trước. Proxy sẽ hồi đáp lại public key của proxy, client sinh key thì sẽ dùng chính cái public key của proxy mã hóa key và đẩy tới đây. Bên này sẽ dùng key để giải mã x thì sinh ra key. Vậy là với cái bước này thì toàn bộ những cái data từ client gửi tới HTTPS thì đều đi qua proxy và proxy có thể giải mã được, bởi vì proxy có được cái key của client gửi tới. Sau khi mà có được data rồi thì proxy lại tiếp tục mã hóa data và đẩy đến cho website HTTPS bằng một cái cặp key khác, ví dụ như là key này là key 1 đi, bên này key 1. Nhưng vấn đề ở chỗ này là làm thứ nhất
làm thế nào để hacker có thể xem được vào giữa phiên làm việc giữa client và website HTTPS thì bằng một số kỹ thuật, ví dụ như là Trojan Proxy, thì hacker có thể đẩy xuống cho client dưới dạng là giả danh một phần mềm nào đó, hoặc là inject vào một cái file văn bản, file ảnh. Client vô tình click vào thì toàn bộ trình duyệt của client sẽ chuyển hướng tới proxy. Và vấn đề thứ hai là đấy, khi mà nhận được cái public key giả này, cái CA giả này, thì client trình duyệt client sẽ mặc định sẽ cảnh báo. Thì đây cũng là một vấn đề mà hacker sẽ phải đau đầu để nghĩ ra làm thế nào để trình duyệt sẽ không cảnh báo. Đấy. Cũng với kỹ thuật đó là dùng Trojan đẩy xuống cho client bằng các đoạn script, rồi là các cái trong Trojan thì chứa các đoạn script, rồi chứa các cái chương trình thực thi, để làm sao cho client khi mà chạy Trojan sẽ ngay lập tức sẽ chớp cái CA giả của proxy tạo ra, của hacker tạo ra, và khi đó trình duyệt sẽ không bị cảnh báo và làm cho người dùng là không phát hiện được ra, không có, tức là không có một dấu hiệu hay là không có một biểu hiện của một cuộc tấn công nghe lén HTTP. Rồi, bây giờ tôi sẽ demo cái tình huống này cho các bạn xem. Thì trong bài demo của tôi sẽ dùng một phần mềm proxy, đó là PubSub Proxy, và một máy tính thật của tôi, đó là máy từ xa được tôi remote, tôi TeamViewer vào. Đấy. Và trước khi bị tấn công thì chúng ta thấy nhé, tôi sẽ truy cập vào một số website, ví dụ Facebook. Đây, cho các bạn thấy là cái đấy, DigiSearch, được không? CA của Facebook là hãng DigiSearch, còn CA của Vietcombank chẳng hạn, đấy, nó là Symantec. Đây, rồi CA của Google thì chắc chắn phải là Google rồi. Đây, đấy là trước khi bị tấn công thì nó là bình thường. Đấy, Firefox hay là trình duyệt này, IE cũng vậy, Internet Option. Đây, proxy là chưa hề được cấu hình, đúng không ạ? Đây, ngay kể cả Firefox cũng vậy. Option. Và trong cái Firefox này thì thực ra nó có một cái mục chớp CA riêng. Đây ạ. Nhưng tuy nhiên với cái con Trojan của tôi tạo ra, thì hay cái đoạn script của tôi tạo ra, thì Firefox nó sẽ không thực hiện chớp CA ở chỗ này. Và đồng thời trong cái file thực thi script của tôi thì nó vừa là chớp CA cho mọi trình duyệt, vừa là cấu hình proxy cho mọi trình duyệt. Và điều đặc biệt ở trong cái file đó đó là nó không dành cho user với quyền admin, không chỉ là những user quyền admin, và những user thường không có quyền admin cũng có thể thực thi file chạy đó, file script đó. Đây, bắt đầu tôi sẽ thực hiện cuộc tấn công. Let proxy. Kiểm tra proxy xem được cấu hình chưa. Rồi trong cái password proxy này thì nó cho phép mình tạo ra hệ thống CA giả. Rồi, và chưa hề có một dấu hiệu, một biểu hiện nào hết của cuộc tấn công nghe lén. Được không? Rồi, tiếp theo là tôi sẽ thực hiện đẩy một đoạn script xuống cho máy đẩy một đoạn script xuống
cho máy viết tin. Thì đoạn script này tôi sẽ chạy thử với máy viết tin với chạy thử trên máy vi tính, và chắc chắn rằng trong đoạn script của tôi thì chỉ chứa đúng một dòng lệnh duy nhất, và với dòng lệnh này thì nó là một dòng lệnh duy nhất, và với một dòng lệnh này nó có thể insert vào những file thực thi và file ảnh, insert vào metadata của file của các file văn bản file ảnh. Và khi tôi sẽ chạy file thực thi dưới máy vi tính. Rồi, ok. Và kiểm tra lại một lần nữa. Thứ nhất, khi mà chạy xong rồi, chúng ta xem biểu hiện này. Internet option vào đây, connection LAN setting và proxy đã được cấu hình. Rồi. Thứ hai là CA đã được chớp. Và điều đặc biệt ở đây là kể cả Firefox nó cũng sẽ lấy cấu hình proxy giống như ở IE. Còn Google Chrome thì nó đồng bộ với IE rồi. Đây, chúng ta kiểm tra tên là CodeSwagger. Ok, đã được ăn vào. Rồi. Và hai thông tin đó được cấu hình vào hệ thống rồi thì bây giờ tôi sẽ thực hiện rồi, vào Facebook rồi, ok, đăng nhập rồi, vào Facebook bình thường rồi. Và khi vào Facebook rồi thì bên này tôi bên máy Toshi ok, các cái link vừa rồi truy cập thì nó đã vào đây hết rồi. Đây, Facebook. Rồi login. Rồi. Ok, email và password. Rồi. Rồi tiếp theo thử kiểm tra dấu hiệu, và chúng ta thấy này, với Facebook thì bây giờ CA vừa rồi là đi search thì bây giờ là post signer và trình duyệt không bị cảnh báo. Đây là một điều đặc biệt của cuộc tấn công này. Rồi Vietcombank, và chúng ta thấy là Vietcombank bây giờ cũng là PostSigner, để trước Vietcombank là Symantec được. Và chúng ta kiểm tra để nói chung nói tóm lại là các tài khoản HTTPS đều vẫn có thể là nghe lén được. Account login đây, Vietcombank chắc chắn có password ở đây nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện đó là inject cái code của tôi vào một cái phần mềm thường xuyên sử dụng, đó là Unity. Đây là bộ Unity nguyên bản tôi download từ trang Unity về. Tôi dùng phần mềm là thực hiện encode.
Rồi, ok. Đây tôi chọn no, no thì sẽ không mở giao diện của Yuki, hoặc chọn yes cũng được. Yes. Yuki sẽ chạy bình thường. 7 7 có nghĩa là dùng CMD inject code là CMD. Và tôi sẽ thực hiện copy cái đoạn code này vào. Rồi, enter. Ok, thành công. Vậy là tôi đã inject thành công vào Unity. Bây giờ tôi sẽ thực hiện đó là copy cái Unity này xuống vai dưới máy victim. À, khi mà máy victim chạy thì ngay lập tức là sẽ bị như vừa rồi. Đây, tôi sẽ tắt đi. Mở IE lên. Internet option. Rồi. Xóa cái post size ở đây đi. Rồi. Và tôi sẽ thực hiện là copy cái Unity vào đây. Thì đây Unity được copy vào đây, Unity. Rồi, bây giờ tôi sẽ thực hiện chạy Unity. Ok, Unity đây ạ. Và khi Unity chạy chúng ta lại kiểm tra lại một lần nữa IE. Ok. Rồi, kiểm tra CA. Rồi, CA đã được chốt. Đấy. Và CA được chốt rồi thì đây, đúng không ạ? Rồi đây còn kỹ thuật đó là chèn vào file ảnh thì tôi sẽ không giới thiệu nữa, bởi vì cái kỹ thuật này nó cũng tương đối nhạy cảm. Đấy, thì tôi cũng xin gợi ý một chút, đó là tôi có thể là chèn những cái lệnh đó vào metadata của các file, đặc biệt là file ảnh, có thể chạy kèm với file ảnh. Rồi, xin kết thúc ở đây.